Hai này đổ ra là bắt đầu xài tiếp nó. Dạ. Là chú xài cái cặp đôi này. Dạ. Chú cái vườn ớt này nó được bao nhiêu ngày rồi ta? Mấy tháng rồi ta? Chắc còn có 6 7 tháng. Cỡ dạ. Như mình được cái này được 7 tháng đấy nhỉ. Chắc cỡ tầm được 7 tháng mà chú bắt đầu thu là được mấy tháng rồi? Cỡ 5 tháng. 5 tháng. Chú thu mà vừa cái giờ ở trên mà nó còn khỏe như thế này hả? Ôi, cái lá nó bị kiểu này bơm xong bây giờ nó cứ dần dần nó cũng hết rồi. Thấy nó lên cái cặp nhờ. Dạ. Có lẽ là sau cái này nó sẽ bung lá và nó mở lá, chú cầm giúp. Chú bơm cái này xong rồi cứ định kỳ là hàng tuần là chú bơm một lần. Dạ. Là chú thấy nó như thế nào chú? Khi mà chú bơm á thì chú thấy cái lá rồi trái rồi với lại bông rồi nó như thế nào? Thấy nó có cái sức của nó lên, thấy nó khỏe hơn không? Dạ, thí dụ như là cái chồi đó. Dạ. Đó, mấy cái chồi nó lên là thấy cũng rất là mập và nó sáng thôi. Sáng. Còn cái bông thì sao chú? Bông với cả đó, thì cái bông của nó này, đó cái bông sáng bông không? Sáng bông. Chắc cuốn. Còn về trái. Đấy, trái thì thấy nó cứ vẻ nó bóng không? Đây là đang là tầng trên có thể gọi là tầng ngọn đây. Tầng ngọn đấy. Nhưng mà vừa đậu trái vừa nuôi bông. Vừa trái vừa bông. Dạ, là đậu hết đó nha. Như thí dụ như cái này. Dạ. Mình thấy là rất là hiệu quả. Dạ. Trên tầng ngọn mà nó đậu như thế này mà trái nó phát triển như thế này thì ok không chú? Thì thấy này là ok này. Dạ. Quá đẹp luôn phải không? Dạ. Còn thấy chỉ cần 3 trái chứ không cần lấy 4 ha. Thí dụ. Nhưng mà chú thấy nó đủ dinh dưỡng á, nó vừa đậu trái như thế này và cái tầng bông trên này nó vẫn đậu tiếp trái. Vẫn đậu. Dạ. Mà cái ngọn của chú cái đọt rất mập nha. Mập ngọn. Rất mập luôn. Cái màu lá thì rất là đẹp luôn, lá mở tròn và rất là sáng. Dạ. Dạ là cứ định kỳ, cứ hàng tuần là chú bổ sung nó. Một tuần bổ sung một nữa. Dạ. Chú đi cả cái cặp đôi này luôn hay là chú đi riêng từng cái? Một cặp đôi luôn. Dạ, à cái mỗi lần chú bơm là đi cặp đôi. Dạ cặp là đúng rồi chú. Tại vì trong giai đoạn này là vừa nuôi trái vừa nuôi bông. Công vô nó không mất hồn luôn hả chú? Nó lên à, tự nhiên sao mà nó trở mình nó đẹp dữ hả? Nó chạm mình luôn á. Dạ. Nó bổ tự nhiên cái mà giờ con thấy cái tầng mà gọi là đúng là tầng trên luôn á. Bông đồ cái lá này. Bộ lá rất khỏe. Chắc bông nó rụng ra là nó bắt đầu nó đậu trái. Dạ. Nói chung kỹ thuật mình cũng bơm thuốc. Dạ. Bơm thuốc quá ok luôn á chú. Mình bơm chút nấm vô nữa thì nó con mà con đi rồi ít thấy cái vườn ớt mà nó đã tới cái tầng trên này rồi mà đọt nó mập mà nó vẫn nuôi cái chùm trái này mà trên bông nó không rụng, con thấy dinh dưỡng nó rất là ok luôn. Dạ. Đây con thấy cái chồi với cả một chai đó là lá đã ha, lá đã mà cái cô cái bốn bông này cái với lại cái bông này rất là sáng. Rất là sáng và cái cuốn nó rất là chắc cho nên nó sẽ không đụng. Cái này được cái là nó sạch nhẹ, sạch một chút. Dạ. Đó, để thăm người ta để cho cái thuốc nó hơi dày một chút. Đi vô làm nhắn mà cứ nhiều cam cho nó hơi dày một chút á. Cái này chú mới bơm Dacolin với cả Sumi A hả? Đấy bộ cô mua cô cứ bắn một Sumi thôi nhưng mà mình bơm đúng cái liều lượng của nó. Nó không ảnh hưởng gì. Một gói một phi. Mà cái đấy cháu đọc nha, nó cứ thích độ bông độ cháy. Nó cứ